Em xin cập nhật đấy các bác là trong thời gian gần đây thì là bên em có nhập thêm lượng hàng cái dòng Chinix Phi 2.4 cho các bác nhé. Cái Chinix Phi 2.4 này rất phù hợp để cho các bạn, rất phù hợp cho các bạn học sinh đi lại đi học, hoặc là phù hợp cho các chị em để tập thể dục. Tại vì cái dáng con này thì về cái kiểu cách của nó rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp thanh cảnh. Nó là màu trắng đỏ này. Thì bên em gồm có cả màu xanh đá này, màu bạc này, màu đỏ đen này. Thế là những cái màu bên em vẫn còn. Thì là con này thì nó gồm có cả Baba Ga và chắn bùn luôn. Baba Ga và chắn bùn. Yên yên Chinix làm dáng nó kiểu khác nhưng nó cũng rất là dày dặn. Đó. Về cái tay nắm của nó này. Đó. Thì là cái bản 2.0 mà 2023 ấy thì nó lại không cho các bác cái chắn bùn hoặc Baba Ga. Đâm ra là các bác sẽ lắp vào và lắp chế cháo nó rất là khó chịu. Tại vì nó sẽ phải như này này các bác này. Như em mà lắp cho các bác thì em sẽ phải bẻ nó như này. Thì đây thì từ nhà máy rồi. Từ nhà máy là người ta đã làm cho mình rồi. Là việc của mình là cứ lắp vào phát là ăn luôn. Đó, Chinix Phi 2.4 cái mẫu xe mà được rất nhiều trong cái phân khúc gọi là trung cấp. Rất là nhiều người tìm hiểu. Mà nếu mà có cao hơn một chút thì các bác sẽ tìm hiểu sang Chevrolet HK hoặc là VK hoặc là AK đấy, nhưng mà dưới cái phân khúc đấy thì các bác cứ tìm hiểu cái dòng Chinix Phi này thì nó rất là tốt và nó bán trong vòng 4 5 năm nay rồi, nó cũng không tất thế được trên có chỗ đứng ở trên trên thị trường rồi, thì nó chỉ ra các phiên bản làm sao để cập nhật nhất cho người dùng thôi. Đây là mẫu 2023 nha các bác nhé. Đó, về cách phối màu tem nó cũng khác, đây là màu trắng đỏ đấy. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ ngay với shop nhé.